Vô cho dù bạn quay phim ở nhà, quay phim ngoài đường, quay phim ở đâu đi nữa thì cái việc thu lại giọng nói của mình để kể một câu chuyện, để nói về cái gì đó, để bình luận về cái gì đó. Nhưng mà vấn đề là nếu mà ở cái môi trường đó nó quá ồn đi và bạn muốn kể trực tiếp thì sao? Thì nếu mà dùng cả những cái mic tích hợp ở trong máy thì nó sẽ thu hết tất cả tiếng, không thể thu được. Và bây giờ thì Các bạn thấy sao? Đây là một cái giải pháp rất là tốt, đó chính là micro cài áo. Một cái micro rất là nhỏ gọn và có thể thu được tiếng rất là tốt. Nó sẽ giúp bạn thu được âm thanh và kể được câu chuyện của bạn rõ ràng. Khán giả của bạn sẽ không có bực mình. Bây giờ chúng ta sẽ test thôi. thấy sao bây giờ mình ra chỗ này thì nó yên tĩnh hơn rồi, nó không có nhiều tiếng ồn nhưng mà nó vẫn có tiếng gió và tiếng môi trường. Và nếu như các bạn vừa đi chạy đi bộ hay đi xe đạp hay đi gì đó mà quay phim, chẳng hạn như gắn một cái máy quay ở trên xe để tự quay mình vừa nói thì tiếng gió và tiếng môi trường nó sẽ làm át mọi thứ đi, và như vậy thì các bạn không thể kể được cái câu chuyện của các bạn muốn muốn kể, nên điều bắt buộc là mình nghĩ cần phải có một cái mic như thế này. Có một cái lựa chọn khác đó là mic shotgun. Shotgun là một cái dạng mic mà nó wow, này đồng quá này, các bạn thấy không? Đây là một cái bãi tắm miễn phí nha. Bây giờ mình kể luôn cho các bạn nghe về cái câu chuyện này. Đây là một cái bãi tắm miễn phí đó. Nếu như các bạn đến Phú Quốc thì có thể đi ra để tắm. Thì mình muốn ra đây để test cho các bạn nghe thấy tiếng thôi. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ như mình bây giờ là chuyển qua tiếng của mic thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng của người Cường nói thì nó rõ ràng hơn, đúng không? Ví dụ như bây giờ la 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 la. Ở đây hàng dừa cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, ngoại trừ rác. Thì tiền đây mình cũng nói luôn một vấn đề, đó là rác. Và lý do thì sao? Thì không không hẳn là người du lịch người ta xả, đương nhiên người du lịch xả đó là một phần ha, nhưng mà cái vấn đề rác ở đây đó là mọi người cùng xả, mỗi người góp một chút xíu kiên trì trong thời gian dài, thật là đáng buồn. Mình được biết thì đây là một cái bãi biển tư nhân, người ta tự quản lý và người ta phải dọn rác, mặc dù người ta không xả nhưng người ta cứ phải dọn rác mỗi ngày. Hôm nào mà cái người quản lý ở đây mệt quá không dọn được đó, thì rác nó sẽ nhiều, thì là bất công thật đấy chứ. Biển của chung ai cũng xả rác, và xả rác thì những người trông coi bờ biển phải dọn. Hài hước thiệt đó. Thì các bạn nghe thấy cái tiếng mình nói nãy giờ đó chính là từ cái mic rod này. Một cái công dụng nữa của cái mic cài áo đó là các bạn có thể đi ra đằng xa, mà vẫn nói chuyện được. Các bạn có thể nói chuyện thoải mái luôn, đi ra đằng xa vẫn có thể nói được. Chẳng hạn như từ đây ra đó là chắc phải 7-8 mét rồi đó, nhưng mà vẫn cứ nói bình thường. Các bạn có thể tường thuật câu chuyện ở khắp nơi, đi từ xa ra tới sóng biển đó. Mình đi ra đây thì tiếng sóng nghe sẽ rõ hơn, thấy không? Đó, tiếng sóng nghe rõ hơn, công dụng rất là tuyệt vời. Và như vậy thì các bạn có thể nói chuyện ở bất cứ đâu, âm thanh sẽ rõ ràng. Và khi mà sử dụng cái micro này thì các bạn cần phải lưu ý, đó là cái đầu mút này nó có thể gỡ ra, có nghĩa là đôi khi nó có thể rơi nhưng mà nó khá chắc. Tuy nhiên là đây là một cái lưu ý, nếu mà bạn gỡ cái mút này ra thì nó sẽ gọn hơn, tuy nhiên là nó không có chống được các cái âm gió. Và cái điểm lưu ý thứ hai đó là cái jack, chính là jack 4 khớp 3 gạch, có nghĩa là những cái jack dành cho điện thoại, bởi vì cái micro này là cắm vào trong điện thoại. Thì nếu như các bạn muốn sử dụng cái micro này mà cho các cái máy thu âm á, các cái cổng audio micro thông thường á, thì các bạn phải có một cái chuyển đổi từ 3 gạch qua 2 gạch. Đó. Thì ở đây mình có một cái chuyển đổi nè.
nó có rất nhiều cái chuyển đổi, nhưng mà mình sử dụng hãng của Rode luôn. Thì các bạn có thể cắm một cái máy thu âm. Thì chúng ta cắm cái micro vào. Không không thông qua cắm chuyển không thông qua cái cáp chuyển đổi nha. Và bật cái app của nó lên, chúng ta sẽ thu âm. Alo, alo, 1 2 3 4, đây là test thử âm thanh khi mà thu từ điện thoại. Đó. Thì các bạn có thể nghe thấy cái âm thanh thu từ điện thoại rồi đúng không? Ở đây thì cần nói thêm đó là cái app này nó khá là hay, tại vì các bạn có thể điều chỉnh được cái mid gain, có nghĩa là độ nhạy, rồi cái high pass filter, rồi boost bằng điện tử, đó, nó làm cho âm giọng của bạn hay hơn. Hoặc là các bạn có thể tùy chọn các cái kiểu thu âm đó. Và cái chức năng cuối cùng vừa bất lợi mà cũng vừa vừa hại, đó là cái chức năng share, có nghĩa là copy file. Thì cái app này á, nó cho phép bạn share file lên trên mạng và truy cập vào một cái website để tải về. Đó, các bạn thấy như thế này, thì một cái đường link này, khi bấm share thì nó sẽ tạo một cái file và nó sẽ tự động upload lên trên server. Sau đó thì bạn chỉ cần là vào trong cái server đó và download về. Nhưng mà nếu như bạn không có internet thì bó tay đó. Mình tìm cách mãi mà không biết chép file từ cái iPhone này vào trong laptop, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là share lên trên mạng và tải về. Thật là vãi.